quý vị và các bạn, làng nghề hầm than xã Sơn Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã tồn tại hàng chục năm qua. Làng nghề đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng công nhận là làng nghề truyền thống vào năm 2008. Nơi đây hiện có khoảng 200 hộ đang làm nghề với trên 400 lò than, sản lượng cung cấp ra thị trường hàng năm trên 33.000 tấn than và đã góp phần giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động. Người làng nghề cho biết các lò than ở đây đã có từ lâu đời, được ông cha để lại, đó cũng là sinh kế của nhiều thế hệ làng nghề. Công việc của họ là cho gỗ vào lò, châm lửa cho đến khi cháy hết thành than. Thời gian mỗi mẻ đốt từ 20 ngày đến 1 tháng, khi than chín, chờ khoảng 20 ngày cho nguội mới đem ra khỏi lò. Chụm sáng ghim tối ngày luôn á, nhiều khi lò trúng nha, của tốt thì 12 tấn, 11 tấn, còn thấp thì 10 tấn à. Giá than thì trung bình thì... Hôm hổm thì 9.500, giờ còn 9.200, 9.300 vậy đó. Như là bự giá tốt rồi, hiện là kiếm 10 triệu. Than ra lò, những người thợ lại bắt tay vào việc phân loại than. Tùy từng loại mà giá cả cũng khác nhau. Thị trường tiêu thụ chủ yếu trong nước và một phần xuất khẩu. Than thì có than nước dưới than tạp, giá than có thì nó có lợi, còn củi mắc mà giá than nó không có thì mình cũng không có lợi nhiều. Thu nhập cũng kiếm sống được. Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng, mỗi năm làng nghề cung ứng ra thị trường trên 33.000 tấn sản phẩm, đạt doanh thu gần 52 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trên 30 tỷ đồng.